Đây là một tấm hình đặc biệt với những con người phi thường. Bộ ba át chủ bài của tình báo Việt Nam: Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn và Đặng Trần Đức. Mà sao mà anh suy nghĩ cái cách suy nghĩ của địch, hành xử cái cách hành xử của địch? Từ năm 1950, thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức được tổ chức giao nhiệm vụ thâm nhập vào các cơ quan của địch, tìm kiếm và cung cấp hàng ngàn những tài liệu quan trọng cho cách mạng. Ông Ba Quốc đã trở thành điệp viên trong chính cơ quan bảo mật hàng đầu Sài Gòn, phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Tôi đã nắm được 30 năm hồ sơ là người của ta đó, làm việc cho địch, hoặc là bị biệt kích, địch phái ra miền Bắc. Nó nằm trong một cái kế hoạch, nó gọi là kế hoạch thành đàn. Mình chuẩn bị để quánh một đợt hai á, thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Tôi tìm tám hà ba nơi không thấy: Ban Quy Trung ương Tình báo, Tổng Giám đốc Trung tâm Thẩm vấn, Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Phòng 2. Sau cuộc tổng công kích, Mỹ không thua ở mặt trận mà thua ngay tại chính nước Mỹ. Vụ ném bom B-52 Hà Nội không phải chỉ là biện pháp đối phó với hậu ký kết mà cả đối với khuynh hướng đè bẹp Cộng sản bằng... Trong cuộc đời hoạt động tình báo của mình, nhà tình báo Đặng Trần Đức đã đảm nhiệm 3 vị trí tiêu biểu của người làm tình báo. Từ người điệp viên bí mật, người chỉ huy một mạng lưới tình báo, cho tới vị trí lãnh đạo cấp cao của ngành tình báo. Trong bất kỳ cương vị nào, ông Ba Quốc cũng đều thể hiện những phẩm chất nghiệp vụ vượt trội và khả năng phán đoán chính xác trước những biến động lớn của thời cuộc. Sau năm 75, khi mà Mỹ rút quân và nước ta bước vào giai đoạn hòa bình, báo cáo đầu tiên của ông Ba trong thời bình là Mỹ sẽ quay trở lại Việt Nam. Có thể không bằng quân sự, nhưng sẽ bằng chính trị, bằng kinh tế, bằng các lĩnh vực khác. Mỹ không bao giờ quên cái hội chứng Việt Nam. Và Việt Nam quan trọng như thế nào trong cái thế chiến lược của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Đấy là cái báo cáo đầu tiên của ông báo cáo với cấp trên. Và đến nay thì chúng ta thấy cái báo cáo vẫn chính xác. Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc từ năm 1975, nhưng đã mở ra cho người Việt một thập kỷ đầy thách thức ngay sau đó. Chiến tranh nhiều năm đã tàn phá đất nước. Kinh tế lâm vào khủng hoảng, đời sống xã hội có nhiều xáo trộn nặng nề. Đồng thời, cuộc xung đột hai đầu biên giới khiến tình hình trở nên căng thẳng liên tục. Campuchia nay đã trở thành một chiến trường đẫm máu. Quốc gia diệt chủng như vậy, tự diệt chủng dân tộc mình và diệt chủng cả những dân tộc láng giềng như là Việt Nam. Thì với những cái kinh nghiệm của ông Ba trong hậu địch, với những cái tầm nhìn của ông, thì chúng ta đã kết luận được ai là người đứng sau diệt chủng. Và không chỉ đứng sau diệt chủng trong giai đoạn 75-79, mà sau khi chúng ta giải phóng Đông Bắc, thì tiếp tục đứng sau lực lượng diệt chủng, làm nòng cốt của chính phủ Ba Thái để mà chống phá cách mạng Campuchia. Mục tiêu cuối cùng là chống phá Việt Nam. Thì tôi được biết, tôi là người được chứng kiến. Ông là một trong những người báo cáo với lãnh đạo cấp trên.
trước hết là báo cáo với Tư lệnh Mặt trận 79 là đồng chí Lê Đức Anh. Mặt lúc bây giờ chúng ta mới có cái khái niệm chiến tranh phá hoại nhiều mặt là nhờ những cái thông tin tình báo, hay là chiến tranh kinh tế rồi bao vây cấm vận là cũng đều là từ của nước ngoài hết để mà chống phá Việt Nam. Và đấy chúng ta gọi là nghi binh chiến lược. Và chúng ta tránh được cái đòn nghi binh chiến lược để làm sao chúng ta giải quyết tốt cái đối phó chiến tranh phá hoại nhiều mặt để ổn định trong nước. Chúng ta giải quyết tốt đây để Campuchia để chúng ta rút quân. Như vậy cái thông tin tình báo không chỉ giúp cho chiến tranh, chúng ta chiến thắng chiến tranh, mà những thông tin tình báo ông Ba đóng góp rất là quan trọng, còn giúp chúng ta tìm được hòa bình. Xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, người ta nói tới vấn đề kinh tế, người ta nói với kỹ thuật, công nghệ, người ta nói tới một cái trình độ phát triển cao. Thế rồi sánh vai với các cường quốc năm châu thì thực ra là phải làm bạn được với các nước lớn, mà nước lớn đây là những nước mà thường là cựu thù. Phải làm bạn, phải thiết lập được quan hệ, nếu nó không nói là quan hệ bình thường mà là phải quan hệ rất là chặt chẽ với những cái nước đã